Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại gió biển đang có mặt tại chỗ khu vực trung tâm nhà văn hóa của huyện Hải Hậu. Và hôm nay thì gió biển sẽ quay hình ảnh ban đêm về khung cảnh tại hồ huyện Yên Định đã được trang trí những cái ánh đèn như thế nào mọi người nhé. Đây, mọi người có thể thấy được là khi mà cải tạo cái hồ này và tạo nên một cái mỹ quan đẹp hơn thì được trang trí những cái ánh đèn đây. Thì quý vị và các bạn nhìn thấy có đẹp không ạ? Đó, ở giữa thì là một cái biểu tượng của tháp bảy màu. Đó, quý vị và các bạn có thể thấy là và phía đây thì được treo những cái lá cờ đảng và ngôi sao. Và khu vực này thì chỉ dành cho người đi bộ thôi mọi người nhé. Ở phía hai bên là hai hàng dừa rất là xanh. Đó. Cái biểu tượng của tháp bảy màu của huyện Hải Hậu được xuyên suốt từ đây vào tới Ủy ban Nhân dân huyện Hải Hậu. Đó, mọi người thấy là ánh sáng đèn lung linh huyền ảo, tạo lên một cái không gian của trung tâm huyện rất là đẹp rồi. Sáng đèn, phố lên đèn thì khu vực này thì cũng lên đèn và rất là sáng mọi người. Mấy nữa mà khi hoàn thiện được cái khu hồ này thì chắc chắn rằng là ở đây nó là những cái con đường rất là sạch và thoáng đãng. Có gì đó nó phát triển hơn, có gì đó nó hiện đại hơn. Trước kia thì ở đây là cái khu vực thềm cỏ. Nói thế thì cũng rất là tiếc nuối, vào trước kia thì nó có gì đó tự nhiên hơn. Bây giờ thì nó toàn nền bê tông thôi mọi người. Trông thì sạch sẽ, đẹp hơn đó. Nhưng vẫn có một cái sự nối tiếc vì nó không tự nhiên cho lắm. Ở đây thì trời nó đang mưa mọi người. Vào buổi tối thì hiện tại là gần 10 giờ đêm rồi, nên cái việc mà người ta di chuyển trên đường sẽ ít đi. Đó, mọi người có thể thấy không ạ? Cái khu vực bờ kè này thì được xây dựng bằng khu vực rất là rộng. Đó, rộng khoảng đâu đó 3 mét cái vỉa hè này. Nên mọi người có đi dạo ở trên cái bờ hồ này thì vẫn rất là thoải mái về không gian. Và quãng đường thì các bác ngày xưa đi hay đi bộ đây thì cũng đi đếm thêm bao nhiêu cái phòng vòng bờ hồ này để luyện tập cho đôi chân thêm dẻo. Đó, thì bây giờ thì gió biển đang đi tới thẳng chỗ khu nhà văn hóa huyện rồi. Gió biển thì muốn quay những cái hình ảnh ban đêm xem cái ánh đèn này nó như thế nào mọi người. Khá là rực rỡ, những ánh đèn biểu tượng của huyện Hải Hậu và khu nhà văn hóa này thì được xây dựng rất là đẹp. Gió biển được đánh giá về kiến trúc của nhà văn hóa huyện Hải Hậu này khá là đẹp. Đó, mọi người thấy là trời mưa phùn nhưng mà cái lưu lượng giao thông thì cũng luôn sôi động mọi người. Tuy rằng là không nhiều như những cái ngày bình thường không mưa rét đó. Con phố này thì sẽ là con phố đi bộ. Đây, mọi người có thể thấy được rằng là con phố đi bộ này, xe cộ sẽ không đi được vào đây. Nhưng hiện tại thì vẫn sơ bộ, chưa hoàn thiện nên là mọi người vẫn có đi vào đây. Ở khu vực hành lang và vỉa hè của hồ huyện thì người ta đã lắp được những cái đèn LED và hình trụ tròn. Phía bên trên là một bóng đèn và đối xứng với ba bên của chiếc bóng đèn chính diện. Đó là ba cái bóng đèn và hình thù thì vẫn gần như nhau. Trang trí khá là đẹp mọi người. Kia thì hôm nay trời mưa, còn một số cái quán ăn đêm thôi mọi người.
Giữa biển thì quay về cái hình ảnh của Hồ huyện đã được lắp thêm những cái ánh đèn nó hiện đại hơn, và lúc nào thì trung tâm huyện của Hải Hậu vẫn luôn là rực rỡ sáng đèn, một trung tâm thị trấn yên định luôn sáng đèn và đang có sự chuyển mình phát triển mạnh mẽ hơn. Video clip này Gió Biển xin kết thúc tại đây. Rất vui được chia sẻ những cái hình ảnh về quê hương trung tâm thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu đến mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của Gió Biển. Xin chào và hẹn gặp lại.